4, 3, being drawn through now, 2, nearly there, and 1, you're through the archway and relax, simply and deeply, deeply relaxed. Past life regression therapy is an amazing therapy that can be used to help people to heal and to let go of phobias or to let go of fears in this lifetime that they don't seem to have any cause for in here, and sometimes it can be in a past life. So it's great to go back there, find out what the fears are, and then we can let them go. Tiền kiếp, hậu kiếp và những thắc mắc liên quan tới sự tồn tại của linh hồn sau cái chết đã luôn là chủ đề gây tranh cãi trong cả giới tâm linh lẫn thế giới khoa học. Thế nhưng, trong những năm trở lại đây, ranh giới của tâm linh và khoa học đang trở nên lấn lướt khi một số người bắt đầu luận giải về đầu thai và sử dụng thuật thôi miên tiền kiếp để điều trị ám ảnh tâm lý. Khi tiền kiếp và hậu kiếp chỉ là những chủ đề tranh cãi, nó dường như khá vô hại. Thế nhưng liệu nó có còn vô hại nữa không khi giờ đây khái niệm sinh ra từ chúng, đầu thai và thôi miên tiền kiếp đang được áp dụng và điều trị cho sức khỏe của con người? Bản chất của đầu thai là gì? Việc quay về kiếp trước có thể được giải thích như thế nào? Liệu nó có đầy đủ căn cứ khoa học để tin tưởng không? Và quan trọng nhất là, nó có khả năng trị liệu tâm lý thật không? Hay đó là một nguy cơ gây hại trầm trọng hơn cho sức khỏe tinh thần của con người? Trong video này, hãy cùng Spider Room trả lời các câu hỏi trên thông qua bình luận của giáo sư Gabriel Andrade trên chuyên san khoa học Journal of Medical Ethics and History of Medicine, được chuyển ngữ bởi dịch giả Kira Ngô, đăng tải trên Spider Room với tiêu đề Sự thật về thôi miên hồi quy tiền kiếp và hiện tượng đầu thai. Chuẩn bị nào, chuyến đi khoa học của chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi. Thôi miên tiền kiếp là một kỹ thuật trị liệu tâm lý sử dụng thôi miên để khôi phục ký ức từ kiếp trước. Theo các nhà trị liệu thôi miên hồi quy tiền kiếp, nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần mà bệnh nhân gặp phải như rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc hay phiền muộn giới có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm đau thương trong kiếp trước. Do đó, thông qua thôi miên, các nhà hành nghề đưa bệnh nhân quay ngược lại thời gian hay hồi quy, liệu pháp hồi quy tiền kiếp giả định rằng đầu thai là có thật. Tâm thần học chính thống thường bác bỏ giả định này. Wrong. Tuy nhiên, một số nhà trị liệu hồi quy tiền kiếp nổi tiếng trong lĩnh vực này đã duy trì liệu pháp hồi quy tiền kiếp và thực hiện kết hợp nó trong việc hành nghề y của họ như một kỹ thuật trị liệu. Bằng cách quay trở lại những trải nghiệm đó thông qua thôi miên, bệnh nhân đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình và cuối cùng trở nên bớt sợ hãi hơn với nỗi sợ ban đầu của họ. Mặc dù cơ sở lý luận về mặt y khoa không ủng hộ các quy trình này, nhưng dân chúng nói chung lại có nhu cầu cao dành cho dịch vụ đó. Theo một số ước tính, 25% dân số Hoa Kỳ tin vào luân hồi. Và con số này chắc chắn cao hơn ở các quốc gia có những tôn giáo như Phật giáo và Ấn Độ giáo mà nghiệp chướng và luân hồi có mối liên quan chặt chẽ trong hệ thống tín ngưỡng của họ. Phần lớn các hiệp hội tâm thần chuyên nghiệp đã từ chối cung cấp hỗ trợ cho các kỹ thuật này, nhưng họ không đặt thêm những câu hỏi về vấn đề đạo đức của các quy trình như vậy. Video này sẽ đánh giá khía cạnh đạo đức của hồi quy tiền kiếp bằng cách xem xét 3 nguyên tắc quan trọng nhất trong đạo đức y học: tự quyết, tứ tâm và không gây hại. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mức độ khả thi của hiện tượng luân hồi. Luân hồi là một niềm tin đã xuất hiện từ thời xa xưa. Ở Hy Lạp cổ đại, các nhà triết học tiền Socrates đã suy đoán về linh hồn du hành từ một cơ thể sau khi chết sang một cơ thể mới khi được sinh ra. Những niềm tin này không đặc biệt quan trọng trong các xã hội phương Tây, nhưng ở phương Đông, chúng đã trở nên khá nổi bật. Đầu tiên là trong thời kỳ Vệ Đà và sau đó qua một số cuộc cải cách tôn giáo lớn của Đức Phật và Mahavira, người sáng lập ra Jaina giáo tại Ấn Độ. Tuy nhiên, ngay từ rất sớm, một số triết gia đã nhận ra rằng bất kể bằng chứng thực tế ra sao vẫn có một số ý kiến phản đối về hiện tượng luân hồi. Thứ nhất, đó là vấn đề gia tăng dân số. Dân số con người đã tăng liên tục trong suốt lịch sử. Vào 8.000 năm trước công nguyên, dân số loài người vào khoảng 5 triệu người. Ngày nay, nó ở mức khoảng 8 tỷ. Nếu học thuyết luân hồi là đúng, số lượng linh hồn là không đổi, bởi vì khi ai đó chết đi, linh hồn của họ không bị tiêu diệt,
Và khi người nào đó được sinh ra, linh hồn của họ không phải là mới vì nó đang được du hành từ một cơ thể khác đến cơ thể này. Tuy nhiên, nếu số lượng linh hồn không đổi, làm thế nào chúng ta có thể giải thích được sự gia tăng số lượng cơ thể? Có lẽ vào 8.000 năm trước công nguyên, đã có 5 triệu dấu chân trên thế giới. Ngày nay, có lẽ có 8 tỷ linh hồn. Những linh hồn bổ sung này đến từ đâu? Thực ra sự phản đối này không có gì là quá khó để phản biện. Theo thuyết luân hồi, không có lý do gì để cho rằng không thể tạo ra linh hồn mới. Ngay cả khi số lượng linh hồn là không đổi, thì một số trong số họ vẫn có thể tồn tại ở trạng thái không thể xác trong khi chờ cơ thể mới ra đời khi dân số tăng lên. Hơn nữa, như Ấn Độ giáo dạy, nếu luân hồi không chỉ cần diễn ra giữa con người, thì những linh hồn còn lại cũng có thể hiện thân trong động vật trong khi họ chờ đợi cơ thể con người mới được sinh ra. Tuy nhiên, có một số lý lẽ phản bác quan trọng khác. Nếu luân hồi là có thật, thì sự thật là hầu hết mọi người không nhớ được kiếp trước của họ. Bây giờ, nếu không có ký ức từ kiếp trước, làm sao chúng ta có thể khẳng định rằng ai đó là cùng một người, hoặc như các nhà triết học sẽ diễn đạt nó, giống hệt nhau về mặt định lượng với người đã sống ở kiếp trước? Để tranh luận, chúng ta có thể thừa nhận rằng tiêu chí để chắc chắn một người tại một thời điểm nhất định là cùng một người nào vào thời điểm khác không phải chỉ có các dấu hiệu về mặt thể lý, ví dụ như vẻ bề ngoài hay cấu trúc cơ thể. Tuy nhiên, vấn đề với luân hồi là không có sự liên tục hay tiếp diễn về tâm lý, vì hầu hết mọi người không nhớ kiếp trước của họ. Do đó, theo góc độ tâm lý, về danh tính hay căn tính của một người, chúng ta không thể là một người mà không có ký ức về họ. Những người ủng hộ luân hồi cho rằng chúng ta không có ký ức về những ngày mới được sinh ra, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không phải là cùng một người với phiên bản chúng ta hồi mới sinh. Hơn nữa, những bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ, chẳng hạn như mắc bệnh Alzheimer, có rất ít ký ức về cuộc đời của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải là cùng một người với họ trong quá khứ. Vậy, có bằng chứng gì cho hiện tượng đầu thai không? Ngay từ thời Plato, một số triết gia đã cố gắng đưa ra bằng chứng dường như ủng hộ giả thuyết luân hồi. Theo một lập luận nổi tiếng được trình bày trong cuốn Phaedo của Plato, chúng ta có kiến thức mà không thể có được trong kiếp này. Plato bị hấp dẫn bởi khả năng làm được những việc mà một người chưa bao giờ từng học để làm ở một số người. Theo đánh giá của Plato, học tập là một hình thức hồi tưởng. Trong giáo dục, khi chúng ta bị kích thích bởi những câu hỏi của giáo viên, chúng ta nhớ lại những điều từ kiếp trước của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, bẩm sinh chúng ta đã có một số kiến thức và cấu trúc tâm lý nhất định. Một người không cần phải bị rắn cắn trong kiếp trước để bẩm sinh sợ rắn. Nỗi sợ rắn cắn có thể có lợi trong savanna ở châu Phi và do đó nỗi sợ đó có lẽ đã được mã hóa trong gen của chúng ta. Tuy nhiên, trái ngược với những gì Plato tin tưởng, điều đó không ngụ ý rằng nó đến từ kiếp trước. Trên thực tế, bộ não của chúng ta có thể được lập trình sẵn về mặt di truyền cho một số đặc điểm tâm lý nhất định và một số kiến thức bẩm sinh cụ thể. Những người ủng hộ thuyết luân hồi cũng cho rằng trải nghiệm déjà vu có thể cho phép chúng ta hiểu phần nào về thuyết luân hồi. Chúng là cảm giác kỳ lạ mà một số người có được khi lần đầu tiên gặp phải một tình huống nhưng họ có cảm giác như mình đã trải qua nó rồi. Nhưng một lần nữa, chúng ta không được vội vàng đi đến kết luận. Một số giả thuyết cho rằng trải nghiệm déjà vu là kết quả của sự chênh lệch về mặt thời gian của các tiến trình xử lý thông tin từ giác quan. Có thể là một trong các bán cầu não đã tiếp thu thông tin trước và một thời gian ngắn sau, bán cầu còn lại mới tiếp thu thông tin. Trong một tình huống như vậy, người đó sẽ tin rằng anh ấy hay cô ấy đang hồi tưởng lại sự việc mà trên thực tế nó mới chỉ xảy ra cách đây vài phần nghìn giây. Trải nghiệm déjà vu cũng có thể được cho là một ví dụ của hiện tượng mất trí nhớ gốc. Tức là khi một người lưu trữ dữ liệu từ các giác quan vào trong kho trí nhớ, các dữ liệu này nhanh chóng biến mất trong phạm vi ý thức của chúng ta. Tuy ta không nhận thức được rằng mình vẫn sở hữu những ký ức này, chúng vẫn nằm ẩn đâu đó trong tâm trí chúng ta và chúng có thể được kích hoạt quay trở lại trong một tình huống tương tự. Có lẽ, bằng chứng mạnh mẽ nhất ủng hộ hiện tượng luân hồi đến từ tuyển tập các trường hợp bệnh nhân của một bác sĩ tâm thần nổi tiếng người Mỹ, tiến sĩ Ian Stevenson. Stevenson từng tỏ ra nghi ngờ về quy hồi tiền kiếp, nhưng ông vẫn tin rằng căn nguyên của nhiều chứng rối loạn tâm thần có thể bắt nguồn từ những xung đột chưa được giải quyết trong kiếp trước. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Stevenson là hiện tượng những đứa trẻ cho rằng mình có thể nhớ được kiếp trước. Ông đã tập hợp một số lượng đáng kể các trường hợp ở Ấn Độ, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Lebanon và Hoa Kỳ
Trong hầu hết các trường hợp đó, trẻ sẽ không cư xử như người bình thường. Nhiều đứa trẻ trong số này sẽ nói năng thô lỗ với cha mẹ chúng vì chúng tin rằng mình chính là ông bà mình. Theo báo cáo của Stevenson, những đứa trẻ này phát triển thái độ và sở thích không phù hợp với lứa tuổi của chúng. Stevenson cho rằng nguyên nhân của các vấn đề này là từ kiếp trước. Bên cạnh đó, một số trẻ em phát triển những nỗi ám ảnh đặc biệt mà không có trải nghiệm cụ thể để kích hoạt những nỗi ám ảnh này. Một lần nữa, ông suy đoán rằng những nỗi ám ảnh này đến từ những sự kiện đau thương trong kiếp trước. Trong phần lớn các trường hợp do Stevenson điều tra, những đứa trẻ này được cho là đầu thai của một số thành viên trong cùng một gia đình. Tuy nhiên, trong những trường hợp khác, những đứa trẻ ấy được cho là người đầu thai của những người mà gia đình của đứa trẻ còn không hề quen biết. Một số đứa trẻ này có khả năng kể chi tiết về kiếp trước của chúng mà không thể có chuyện đứa trẻ đã biết trước những chi tiết này thông qua các phương tiện khác. Trong một trường hợp, một cậu bé từ một ngôi làng tuyên bố mình là kiếp sau của người đàn ông đã chết cách đây vài thập kỷ và sống ở một ngôi làng xa xôi. Đứa trẻ chưa bao giờ rời khỏi ngôi làng của mình nên không thể có cơ hội biết chi tiết về cuộc đời của người đàn ông này trước đó. Stevenson cũng chú ý đến các vết bớt và dị tật bẩm sinh ở những đứa trẻ nhớ được tiền kiếp. Trong hầu hết các trường hợp này, trẻ tự nhận mình là người đã chết một cách dã man và vết bớt của chúng sẽ tương ứng với vết thương gây ra cái chết của chúng. Stevenson tuyên bố đã tìm thấy một số lượng đáng kể các trường hợp kiểu này. Những bằng chứng vừa rồi là có vẻ khá thuyết phục, nhưng vẫn không phải là tất cả. Các nghiên cứu của Stevenson khá rộng và chuyên sâu, và trong phạm vi của bài viết này, tôi không thể nào thảo luận chi tiết về từng trường hợp. Tuy nhiên, tôi có thể chỉ ra một số sai sót về phương pháp luận bao trùm những phát hiện của ông. Ngay cả khi ban đầu, ông tuyên bố không có dữ liệu chắc chắn củng cố cho giả thuyết luân hồi, Stevenson dường như đã có một quan điểm khá rõ ràng rằng ông tin vào sự tồn tại của luân hồi và ông chỉ đang tìm cách xác nhận nó. Ông có thể đã mắc thiên kiến xác nhận và chỉ mải mê tìm kiếm cho mình những minh chứng cho niềm tin đó. Tất cả những gì mà Stevenson làm là tìm kiếm những trường hợp dường như có thể xác nhận giả thuyết ban đầu của ông và bỏ qua một số lượng lớn các trường hợp không phù hợp với kỳ vọng ban đầu. Số trẻ em không nhớ về tiền kiếp vượt xa số trẻ nhớ được, nhưng Stevenson chưa bao giờ cân nhắc về điều này. Stevenson dường như rất giỏi trong việc xác minh giả thuyết của mình, nhưng ông không giỏi đối mặt với bằng chứng trái ngược với lý thuyết của mình. Trong nghiên cứu của ông, không giống như nghiên cứu khoa học thực sự, không có phản ví dụ nào có thể xảy ra mà ông sẵn sàng chấp nhận để bác bỏ những tuyên bố của mình. Một tiêu chí quan trọng khác trong khoa học là năng lực dự đoán. Khoa học chân chính giả định rằng tự nhiên sẽ có một số khuôn mẫu hoạt động cụ thể và lặp đi lặp lại. Do đó, khoa học có mục đích tìm ra các khuôn mẫu này và dựa trên những kiến thức đã được tìm ra về chúng, khoa học sẽ đưa ra những dự báo cho tương lai. Tuy nhiên, các lý thuyết của Stevenson không có giá trị dự đoán. Ví dụ như, Stevenson tuyên bố nếu một người qua đời trong cơn đau đớn thì đứa trẻ được người đó đầu thai sẽ có vết bớt trên người. Ít nhất, chúng ta cũng mong đợi Stevenson đưa ra một số dự báo cụ thể về vị trí hoặc là đặc điểm của các vết bớt ở trường hợp đầu thai khác trong tương lai. Tuy nhiên, Stevenson lại không thể cung cấp bất cứ manh mối nào về vị trí hay đặc điểm của các vết bớt này. Đúng là Stevenson chưa bao giờ tuyên bố rằng dữ liệu của ông là chắc chắn, và cũng đúng là khoa học đòi hỏi một tâm trí cởi mở để xem xét các trường hợp rất khác nhau có thể xảy ra. Ngoài các nghiên cứu của Stevenson, rất ít nghiên cứu được thực hiện về khả năng đầu thai và mọi thứ vẫn chưa đi đến kết luận rõ ràng. Dù gì, dữ liệu của Stevenson quá yếu ớt để có thể khẳng định về sự đầu thai và các phương pháp thu thập của ông cũng rất đáng nghi ngờ. Câu là tin chuẩn chưa anh? Stevenson không sử dụng ngôn ngữ của những địa phương nơi ông thực hiện nghiên cứu của mình. Ông dựa vào các phiên dịch viên địa phương, mà điều này có thể dẫn tới nhiều sai sót trong quá trình nghiên cứu. Ở những quốc gia nơi Stevenson thực hiện nghiên cứu của mình, việc đầu thai được nhận định là khả thi từ khía cạnh văn hóa tôn giáo tín ngưỡng. Vì vậy, các phiên dịch viên dù cố ý hay không cũng đã có thể đưa ra những dữ liệu xác nhận sự đầu thai, mặc dù đó có thể không phải là lời chia sẻ ban đầu của các đối tượng được phỏng vấn. Lẽ ra Stevenson phải cẩn thận xác thực một cách độc lập các bản dịch khác nhau của các thông dịch viên, nhưng ông đã không bao giờ làm như vậy. Trên thực tế, có một số thông dịch viên sau đó bị phát hiện là lừa đảo. Bản thân Stevenson cũng thừa nhận phiên dịch viên của mình không trung thực ở một số khía cạnh, nhưng ông vẫn tin tưởng vào bản dịch của mình. Điều đó cực kỳ ngây thơ và không thể chấp nhận được về mặt khoa học. Có những vấn đề nghiêm trọng khác.
Những câu hỏi của Stevenson có xu hướng dẫn dắt và khai thác người được hỏi để lấy thông tin mà ông ta muốn nghe từ đầu. Hơn nữa, thời gian phỏng vấn cũng cực kỳ ngắn. Một lần nữa, điều này dường như cho thấy rằng Stevenson quan tâm nhiều hơn đến việc thu thập thông tin phù hợp với những ý tưởng đã định sẵn của mình, và sau khi có được thông tin đó, ông sẽ không điều tra thêm nữa. Stevenson cũng có thói quen không chỉ kết hợp lời khai của bọn trẻ, mà còn cả những diễn giải của người lớn và các báo cáo của mình. Trong hầu hết các trường hợp, người lớn sẽ ủng hộ giả thuyết đầu thai, vì vậy những niềm tin hay định kiến của họ đã ảnh hưởng đến dữ liệu thu thập được. Trên thực tế, Stevenson hiếm khi nói chuyện với bọn trẻ, một phần vì bọn trẻ quá nhút nhát để nói chuyện với một nhà nghiên cứu phương Tây. Người lớn lên tiếng thay cho trẻ em, và một lần nữa, điều này cho phép những niềm tin và định kiến của người lớn được xuất hiện. Một số cha mẹ thậm chí còn quen biết họ hàng của người được cho là đã đầu thai vào trẻ, do đó, xác suất đứa trẻ nhận được thông tin từ họ cũng tăng lên. Trên thực tế, chỉ có một số ít trường hợp gia đình của đứa trẻ không biết gia đình của người đã khuất. Ngoài ra, còn có một vấn đề là nhiều trường hợp của Stevenson đến từ Ấn Độ. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng có thể một số trẻ em tuyên bố nhớ cuộc sống của người thuộc giai cấp cao hơn như một cách để nâng cao vị trí xã hội của mình trong hệ thống phân tầng đẳng cấp. Tất cả những vấn đề về phương pháp luận này xuất hiện do một lỗi trọng tâm trong nghiên cứu của Stevenson. Tất cả những gì ông thực sự làm là thu thập các giai thoại. Đồng ý là giai thoại có thể hữu ích lúc đầu, nhưng nó không đủ để xây dựng một trường hợp vững chắc cho giả thuyết. Hơn nữa, như tuyên bố nổi tiếng của Carl Sagan, những tuyên bố phi thường đòi hỏi bằng chứng phi thường. Luân hồi là một tuyên bố phi thường, nhưng cuộc điều tra của Stevenson không phải là bằng chứng phi thường. Ngoài ra, còn có lời giải thích khác cho hiện tượng đầu thai. Đối với những tài năng phi thường mà những đứa trẻ phát triển, đầu thai không phải là lời giải thích khả dĩ duy nhất. Tài năng như nghệ thuật, học thuật, v.v. có nhiều tỷ lệ di truyền khác nhau, nhưng về cơ bản, hầu hết chúng đều có cơ sở di truyền. Người ta thường khẳng định rằng Mozart hẳn là kiếp sau của một nhạc sĩ vĩ đại, vì làm sao một người ở độ tuổi trẻ như vậy có thể phát triển những kỹ năng âm nhạc như thế? Một lần nữa, không cần phải viện giải đến sự đầu thai, rất có thể Mozart đã có một vỏ não thính giác nhạy bén, cho phép ông phát triển tài năng âm nhạc ấn tượng của mình ngay từ khi còn rất nhỏ. Stevenson luôn tuyên bố rằng những trường hợp quan trọng nhất là những trường hợp trẻ em có vết bớt được cho là trùng với vết thương dẫn đến cái chết dã man của người quá cố. Nhưng thi thể của người quá cố đã bị phân hủy nên dường như không có bất cứ cơ hội tốt nào để phân tích các chi tiết vết thương và so sánh chúng với vết bớt. Stevenson chỉ dựa vào lời nói và ảnh chụp, cả hai loại bằng chứng đều rất dễ bị gian lận. Nếu luân hồi chỉ là sự chuyển sinh của linh hồn thì chính xác làm thế nào các dấu vết xuất hiện trên cơ thể? Cả Stevenson và bất cứ người nào khác ủng hộ giả thuyết luân hồi đều chưa từng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi quan trọng này. Vậy, thôi miên hồi quy tiền kiếp có hại không? Phong trào sử dụng hồi quy tiền kiếp như một liệu pháp trong tâm thần học bắt đầu với một trường hợp nổi tiếng. Năm 1952, một nhà thôi miên nghiệp dư Murray Bernstein đã thôi miên Virginia Tighe, một phụ nữ đến từ bang Colorado, Hoa Kỳ. Bị thôi miên, Tighe đã cho rằng tồn tại một Brady Murphy được cho là người phụ nữ Ireland thế kỷ thứ 19. Tighe chưa bao giờ đến Ireland, nhưng trong các buổi thôi miên cô ấy nói bằng giọng Anh và thật ngạc nhiên, cô ấy đã đưa ra các chi tiết chính xác về cuộc sống của người Ireland vào thế kỷ thứ 19. Bernstein sau đó đã viết một cuốn sách về trường hợp này và các chi tiết được cung cấp trong cuốn sách khiến một số nhà khoa học nghĩ rằng Tighe thực sự là kiếp sau của Murphy. Tuy nhiên, khi trường hợp này thu hút sự chú ý của giới truyền thông, một số phóng viên đã tới Ireland để điều tra và phát hiện ra rằng các chi tiết của Tighe có một số sai sót. Các chi tiết đăng ký của thị trấn nơi Murphy được cho là đã sinh ra không khớp với hồ sơ địa phương. Tighe nói rằng kiếp trước cô sống trong một ngôi nhà gỗ, nhưng trên thực tế, ở nơi được cho là quê hương của cô không có ngôi nhà gỗ nào. Hóa ra, Brady Murphy Caldwell từng là hàng xóm của Tighe thời thơ ấu, rất có thể cô ấy đã nghe những câu chuyện về Ireland từ người hàng xóm này. Trường hợp của Brady Murphy là một minh họa rất rõ ràng về những gì thực sự diễn ra trong quá trình thôi miên hồi quy tiền kiếp. Trong các quy trình này, vai trò của hiện tượng mất trí nhớ gốc là rất quan trọng. Phần lớn, trí nhớ là một quá trình có chọn lọc. Hàng ngày chúng ta nắm bắt một lượng dữ liệu giác quan khổng lồ và chúng ta phải phân biệt dựa trên mức độ phù hợp. Chúng ta thường chọn những gì chúng ta muốn ghi nhớ, sau đó một số dữ liệu sẽ bị xóa,
nhưng một số dữ liệu không muốn vẫn được giữ lại. Khi thông tin này xuất hiện trở lại, chúng ta tin rằng đó là một trải nghiệm mới, hoặc trong trường hợp của Brady Murphy, chúng ta tin rằng đó là ký ức về kiếp trước. Trong thôi miên, nhà thôi miên dễ dàng thao túng trạng thái tinh thần của đối tượng. Do đó, trong thôi miên, nhà thôi miên có thể dễ dàng khiến đối tượng vào vai một nhân vật nào đó trong kiếp trước. Nhà thôi miên thậm chí có thể làm điều này một cách vô thức, bằng cách đặt những câu hỏi dẫn dắt dưới trạng thái dễ bị gợi ý. Đối tượng bị thôi miên làm theo và tuân theo yêu cầu ban đầu. Hồi quy tiền kiếp, như với hầu hết các liệu pháp tâm lý, có thể mang lại một số kết quả tốt. Như vậy, ngay cả khi luân hồi không có thật và hồi quy tiền kiếp chỉ là một trò chơi nhập vai, trong đó bệnh nhân làm theo gợi ý của nhà thôi miên, liệu điều đó có phải là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức không? Nếu mấu chốt là giúp đỡ bệnh nhân, thì tại sao phải có bất kỳ sự phản đối nào về mặt đạo đức với quy trình này? Chúng ta hãy xem xét 3 nguyên tắc quan trọng của đạo đức y học: từ tâm, tự quyết và không gây hại để trả lời câu hỏi này. Không có nghi ngờ gì với sự thật rằng hồi quy tiền kiếp được thực hiện với mục đích giúp đỡ bệnh nhân, và thực sự nhiều bệnh nhân đã tìm thấy sự nhẹ nhõm khi trải qua các liệu pháp này. Theo cách như vậy, nguyên tắc từ tâm thúc đẩy lợi ích của người khác được tôn trọng. Hồi quy tiền kiếp không ép buộc bệnh nhân, chúng luôn được thực hiện với sự đồng ý của bệnh nhân. Do đó, rõ ràng, nguyên tắc tự chủ cũng được tôn trọng. Tuy nhiên, có mối quan ngại về việc bệnh nhân được cung cấp thông tin như thế nào khi nói đến các quy trình này. Để nguyên tắc tự chủ được thực sự tôn trọng, cần phải có sự đồng ý, có hiểu biết. Khi các bác sĩ không giải thích cho bệnh nhân rằng không có bằng chứng khoa học nào về sự đầu thai, bệnh nhân không được cung cấp thông tin đầy đủ. Với việc thiếu thông tin như vậy, không thể có sự đồng ý thực sự và do đó nguyên tắc tự chủ hay tự quyết bị xâm phạm. Hầu hết các nhà đạo đức học đều đồng ý rằng nguyên tắc quan trọng nhất của y đức thực sự là không gây hại. Ngay cả khi bệnh nhân yêu cầu một quy trình, nếu quy trình đó có khả năng gây hại, bác sĩ nên tránh thực hiện. Hồi quy tiền kiếp có thể có kết quả tốt, nhưng chúng cũng mang một số rủi ro đáng kể. Những rủi ro đó vượt xa những kết quả có lợi có thể có của loại trị liệu này. Rủi ro lớn nhất trong quá trình hồi quy tiền kiếp là nhà thôi miên có thể cấy những ký ức sai lầm vào đối tượng. Và do đang chìm trong trạng thái dễ tin và làm theo những sự gợi ý, đối tượng có thể cảm thấy chúng hoàn toàn có thật. Do đó, theo nguyên tắc không gây hại của y học, thôi miên hồi quy tiền kiếp là hoạt động vi phạm đạo đức. Như vậy có thể tạm kết rằng, tới nay chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào về đầu thai, chuyển kiếp có đầy đủ bằng chứng và đi theo đúng chuẩn mực khoa học để đưa ra kết luận. Ngoài ra, thôi miên tiền kiếp cũng có ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bệnh nhân chứ không hề tuyệt đối vô hại. Vậy nên, mong rằng qua video này, các khán giả của Spider Room hiểu hơn về phạm trù tâm linh này dưới góc nhìn khoa học khách quan nhất và cẩn trọng trong các quyết định liên quan tới sức khỏe của mình. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Video này cũng khá dài rồi nên chúng mình có thể sẽ tiếp tục gặp nhau trong các video khác nhé. Đừng quên để lại bình luận của mình cho Spider Room trong phần bình luận bên dưới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!